Kính chào quý khán giả và các đồng chí, đây là bản tin quốc tế phát sóng vào 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan có chiều hướng gia tăng và ngày càng trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28, COP28, được cho là cơ hội quan trọng để các nước đẩy nhanh hành động trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là khi ngày càng nhiều cảnh báo về tác động tiêu cực tới sức khỏe của con người. Đây cũng được xem là kỳ hội nghị thu hút đại biểu tham dự đông đảo nhất từ trước tới nay, với hơn 70.000 đại biểu đến từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, giới quan sát đặt câu hỏi rằng, đây là dấu hiệu của một hội nghị thành công hay một sự sao nhãng nguy hiểm? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục Điểm nóng, nhưng trước hết sẽ là những tin nhanh đáng chú ý. Quân đội Israel ngày 4 tháng 12 công bố đoạn video về chiến dịch trên không và trên bộ trên dải Gaza. Các binh sĩ Israel đã tiến vào một tòa nhà và chạm trán với các chiến binh Hamas. Quân đội Israel cho biết 2 trung sĩ Israel đã thiệt mạng và 2 binh sĩ khác bị thương trong trận chiến này. Trong khi đó, phía Palestine cho biết các cuộc không kích dữ dội của Israel ở phía nam của dải Gaza đã khiến hàng chục người thương vong, kể cả những khu vực mà Israel đã yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn. Một quan chức Nigeria ngày 4 tháng 12 cho biết quân đội nước này đã không kích trúng một ngôi làng ở bang miền Bắc của Kaduna, khiến ít nhất 30 thường dân thiệt mạng. Trong cuộc họp với các bên liên quan, quân đội Nigeria đã thừa nhận sai sót sau vụ việc bi thảm này. Vụ việc diễn ra như một phần của chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt tận gốc các phần tử khủng bố trong khu vực. Vào ngày 4 tháng 12, các lực lượng Hoa Kỳ cho biết đã tìm thấy thi thể của các nạn nhân và những mảnh vỡ dưới nước sau vụ máy bay quân sự V-22 Osprey của nước này bị rơi ở ngoài khơi phía tây nam Nhật Bản hôm 29 tháng 11 vừa qua. Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt của Không quân Hoa Kỳ đang nỗ lực vớt các thi thể. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và ngư dân cũng đã tìm thấy một số mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số trên và bàn giao lại cho quân đội Hoa Kỳ. Các tổ chức phi chính phủ gồm Oxfam Novib đã phản đối chính phủ Hà Lan xuất khẩu các linh kiện máy bay chiến đấu F-35 sang Israel trong một cuộc tranh luận tại tòa án ở La Hay, khi cho rằng Israel có thể sử dụng máy bay trong các cuộc tấn công ở Gaza, khiến cho dân thường thiệt mạng. Họ lập luận rằng việc ngăn chặn điều đó quan trọng hơn việc Hà Lan thực hiện các nghĩa vụ thương mại hoặc chính trị đối với các nước đồng minh. Người phát ngôn quân đội Honduras hôm qua cho biết, hàng trăm cảnh sát và quân nhân đã được triển khai trên các đường phố và đại lộ ở thủ đô Honduras để ngăn chặn các vụ tấn công và tống tiền gia tăng trong mùa Giáng sinh. An ninh sẽ được thắt chặt tại các khu chợ, khu thương mại, khu dân cư và các khu vực lân cận của thành phố này. Honduras đã áp đặt tình trạng khẩn cấp kéo dài suốt một năm qua, trong bối cảnh nước này được xếp vào danh sách các quốc gia có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới. Hôm qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp toàn thể để thông qua dự thảo nghị quyết về việc không triển khai vũ khí trong vũ trụ. Nghị quyết do Nga đề xuất có tiêu đề "Không triển khai vũ khí đầu tiên trong vũ trụ" đã nhận được sự ủng hộ của 127 quốc gia, nhiều hơn 5 quốc gia so với năm ngoái. Tuy nhiên, văn kiện vẫn vấp phải sự phản đối của 50 quốc gia và 6 quốc gia bỏ phiếu trắng. Các đồng tác giả của văn kiện này bao gồm Belarus, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên và Ai Cập. Hôm qua, Bộ Ngoại giao của chính quyền quân sự Niger tuyên bố ngừng quan hệ đối tác quân sự với Liên minh châu EU và EU sẽ không được tiếp tục triển khai sứ mệnh mang tên EU-CAP Sahel Niger tại quốc gia Tây Phi này. EU-CAP Sahel Niger được EU triển khai từ năm 2012 để giúp các lực lượng an ninh Niger chống lại phiến quân và các mối đe dọa khác. Khoảng 120 quân nhân châu Âu đã được triển khai thường xuyên tại Niger để thực hiện sứ mệnh trên. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ NASA cho biết trực thăng Ingenuity đã hoàn thành chuyến bay thứ 67 trên sao Hỏa vào cuối tuần qua. Theo NASA, chiếc trực thăng đã đạt độ cao 12 m và di chuyển quãng đường 393 m trong hơn 2 phút vào ngày 2 tháng 12. Trực thăng Ingenuity cao 50 cm và nặng 1,8 kg được phóng lên sao Hỏa vào ngày 18 tháng 2 năm 2021 cùng với tàu thăm dò Perseverance. Trực thăng Ingenuity sẽ hỗ trợ tàu Perseverance trong sứ mệnh tìm kiếm bằng chứng về sự sống trên hành tinh đỏ. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm vào ngày 4 tháng 12 công bố báo cáo cho biết, ngay cả khi xung đột tại Ukraine thúc đẩy nhu cầu về vũ khí, thì doanh thu của các nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới vẫn sụt giảm đáng kể trong năm 2022. Theo báo cáo của SIPRI, doanh thu bán vũ khí và dịch vụ quân sự của 100 công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới đã đạt tổng cộng 597 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, giảm 3,5% so với năm 2021. Căng thẳng địa chính trị trên thế giới cùng việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã thúc đẩy nhu cầu vũ khí và thiết bị quân sự ngày càng tăng. Chính vì vậy, việc doanh thu của các nhà thầu quân sự sụt giảm được đánh giá là điều bất ngờ. Nhiều công ty vũ khí gặp trở ngại trong việc gia tăng sản xuất cho giai đoạn chiến tranh cường độ cao. Trong khi đó, các nhà thầu Hoa Kỳ đặc biệt dễ bị tổn thương trước các tác động của việc gián đoạn chuỗi cung ứng khi nhiều hệ thống vũ khí của nước này rất phức tạp, với nhiều linh kiện và bộ phận được sản xuất ở các nhà máy khác nhau. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tình trạng này chủ yếu do doanh thu của các nhà sản xuất vũ khí lớn tại Hoa Kỳ sụt giảm, khi các doanh nghiệp phải vật lộn với những vấn đề về chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo báo cáo, doanh thu trong năm 2022 của các doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ sụt giảm 7,9% so với năm trước, nhưng vẫn chiếm 51% tổng doanh thu từ vũ khí trên toàn cầu, tương đương 302 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ có 42 công ty nằm trong top 100 doanh nghiệp quốc phòng có doanh thu cao nhất thế giới. Doanh thu của 26 nhà sản xuất vũ khí châu Âu trong bảng xếp hạng tăng nhẹ 0,9% lên 121 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Nga chỉ có 2 công ty lọt vào top 100 của SIPRI với tổng doanh thu đạt 20,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ chiếm 3,5% trong tổng doanh số của top 100. Ngược lại, ở các khu vực khác trên thế giới như Trung Đông, châu Á và châu Đại Dương, các nhà sản xuất vũ khí với xu hướng sản xuất các hệ thống ít phức tạp hơn lại có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong thời gian ngắn. Trung Đông chứng kiến sự gia tăng lớn nhất thế giới về doanh thu từ vũ khí trong năm 2022, tăng 11% so với năm 2021 lên mức 17,9 tỷ đô la Mỹ. Doanh thu nói chung của các nhà cung cấp vũ khí ở châu Âu và châu Đại Dương tăng 3,1%, đạt 134 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Xét về từng quốc gia, Trung Quốc là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai sau Hoa Kỳ trong năm 2022, khi 8 công ty sản xuất vũ khí của nước này có tên trong bảng xếp hạng tăng doanh thu nói chung với mức tăng 2,7%, đạt 108 tỷ đô la Mỹ. Ngày 4 tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin đã tham quan một cuộc triển lãm quy mô lớn về các thành tựu của Nga và chiêm ngưỡng bản mô phỏng nút kích hoạt hạt nhân tại đây. Triển lãm đã diễn ra từ đầu tháng 11 vừa qua và sẽ kéo dài đến tháng 4 năm sau, quy tụ những thành tựu chính trong lĩnh vực khoa học, công nghiệp năng lượng, nông nghiệp từ tất cả các vùng của nước Nga. Theo hãng thông tấn TASS, tại triển lãm các thành tựu của Nga ở Moscow ngày 4 tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin đã được nghe giải thích về thiết kế bom nguyên tử cũng như xem bằng điều khiển mô phỏng dành cho việc tiến hành một vụ thử hạt nhân trước khi quan sát hình ảnh vụ nổ và đám mây hình nấm qua cửa sổ chuyên dụng. Tuy nhiên, lãnh đạo Điện Kremlin từ chối nhấn nút thử hạt nhân này. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2 năm 2022, Tổng thống Putin đã cảnh báo phương Tây về quy mô và khả năng của kho vũ khí hạt nhân của Nga. Ông Putin đã cho triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus và thay đổi lập trường của Moscow về hai hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn. Tuy nhiên, ông khẳng định Moscow không liều lĩnh dùng vũ khí hạt nhân hay thay đổi học thuyết về việc sử dụng chúng. Hãng tin TASS đưa tin, cũng tại triển lãm các thành tựu của đất nước, Tổng thống Nga đã cùng một nhóm học sinh viết thông điệp trên một tấm bảng trắng khổng lồ, bày tỏ hy vọng của ông dành cho tương lai của thế hệ trẻ. Ông Putin sau đó chọn ra những điều ước mà các em đã ghim vào cây thông Noel, với hy vọng ông có thể biến chúng thành hiện thực. Với thông điệp Nước Nga dưới một mái nhà, triển lãm đã giới thiệu những thành tựu quan trọng nhất của đất nước và kinh nghiệm tích cực trong việc phát triển các chủ thể địa phương. Triển lãm mở cửa trong gần nửa năm, từ đầu tháng 11 năm nay đến tháng 4 năm sau. Tại đây, mỗi khu vực từ Viễn Đông đến Cực Tây và Siberia đều có một ngày của riêng mình và mỗi ngày đều có chương trình mới. Gần 90 chủ thể của Liên bang Nga đều có câu chuyện cũng như cách riêng để thu hút và gây bất ngờ cho khách tham quan. Thưa quý khán giả và các đồng chí, hàng triệu người thiệt mạng do ô nhiễm không khí mỗi năm. Các dịch bệnh truyền nhiễm như tả và sốt rét trở nên khó kiểm soát khi hệ thống thời tiết đảo lộn. Và gần như chắc chắn năm 2023 là năm nóng nhất trong lịch sử loài người. Đây là một vài trong những cảnh báo về biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe con người, chủ đề nóng tại hội nghị COP28 lần này. Trong một tuyên bố đáng chú ý tại COP28, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các mối đe dọa đối với sức khỏe do biến đổi khí hậu đang hiện hữu và cấp thiết. Cuộc khủng hoảng khí hậu gắn liền với cuộc khủng hoảng về sức khỏe. Không còn nghi ngờ gì nữa, sức khỏe nhân loại là lý do thuyết phục nhất để thực hiện hành động chống biến đổi khí hậu. Một tuyên bố COP28 vừa được khoảng 120 quốc gia ủng hộ, nhấn mạnh mối liên hệ giữa sức khỏe và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, người đứng đầu WHO chỉ ra rằng tuyên bố này không đề cập đến việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, vốn là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất. Tương tự, việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch cũng không được đề cập tới trong cam kết của 50 công ty dầu khí hàng đầu thế giới về mức phát thải khí methane gần như bằng không trong năm 2030 và cam kết đạt mức không về lượng phát thải trong năm 2050. Tiến độ của việc ngăn chặn biến đổi khí hậu còn phải tính bằng số người được cứu khỏi ảnh hưởng của nó. Các đợt nắng nóng, ngoài việc gây ra thiệt hại về mạng người, cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, trong khi chất lượng không khí kém có thể khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn với những người vốn đã mắc bệnh phổi, tim và gây ra các vấn đề về hô hấp như hen suyễn ở trẻ em. Mới đây, tuyết rơi kỷ lục gây đảo lộn cuộc sống ở nhiều thành phố châu Âu, được xem là hệ quả của việc nóng lên toàn cầu khi khiến cho tần suất có tuyết ít hơn nhưng lượng tuyết rơi nhiều hơn, nhanh tan hơn và dễ gây ra lũ lụt. Những ảnh hưởng của hoạt động con người đối với khí hậu cũng có thể được nhìn thấy rõ ràng ở Dubai, nơi đăng cai COP28 năm nay, khi đánh giá của IQ Air cho thấy chất lượng không khí ở đây kém thứ 18 trên thế giới. Thực tế này càng cho thấy tính cấp thiết của những hội nghị như COP28 nhằm tạo ra bước ngoặt thực chất và đúng hướng. Hội nghị COP28 sẽ phải là một bước ngoặt thực sự, bởi trên thực tế chúng ta đang đi chệch hướng. Điều lý tưởng trong nỗ lực tổng thể của cộng đồng quốc tế là phải có một lộ trình hướng đến các hành động cụ thể và ngay lập tức. Hội nghị COP28 năm nay diễn ra tại Expo City Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE với 84.000 người đăng ký tham dự. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất trong các kỳ họp COP và vượt xa quy mô khiêm tốn của hội nghị COP đầu tiên ở Berlin vào năm 1995 với chỉ chưa tới 4.000 người tham dự. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nếu COP1 được đánh giá là có sự tập trung cao độ về hợp tác đa phương về biến đổi khí hậu, thì COP28 có phần giống như một triển lãm thương mại hơn là một hội nghị quốc tế. Trong khi đó, một số ý kiến lạc quan lại cho rằng không khí sôi động tại COP28 là tín hiệu tích cực về việc tăng cường tham gia trên toàn cầu về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI có khả năng lập bản đồ nhanh chóng và chính xác về diện tích bề mặt của các tảng băng trôi khổng lồ từ hình ảnh vệ tinh. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. AI có thể hoàn thành nhiệm vụ này trong 1% giây, nhanh hơn đáng kể so với việc phác họa thủ công và chính xác hơn nhiều so với các hệ thống tự động hiện có, vốn gặp khó khăn trong việc phân biệt các tảng băng trôi với những vật thể khác trong ảnh. Theo các nhà khoa học, thực chất, việc phân tích các hình ảnh vệ tinh một cách thủ công tất nhiên vẫn mang tính chính xác cao hơn so với sử dụng AI để phân tích. Nhưng nếu như AI chỉ dùng chưa đầy 1% giây để vẽ đường viền của tảng băng trôi, thì con người lại mất đến ít nhất là vài phút. Chưa kể, với một số nhiệm vụ, hệ thống này có thể làm nhanh gấp 10.000 lần so với khả năng của con người. Các bước đều được tự động hóa ở mức độ cao. Trước đây, chúng ta phải tự tính toán diện tích và phác thảo bằng tay, thì bây giờ các bước này đều có thể kết hợp lại để làm cùng lúc. Thậm chí còn có thể tự động hóa phần tính toán các dòng nước ngọt từ tảng băng trôi. Điểm sáng của hệ thống AI mới là khả năng cung cấp thông tin chi tiết hơn về hình dạng và kích thước của tảng băng trôi, vượt xa các phương pháp lập bản đồ bằng tay ở hiện tại. Sự tiến bộ này có thể mở đường cho các dịch vụ vận hành, cung cấp các bản cập nhật tự động thường xuyên về phác thảo tảng băng trôi. Bằng cách huấn luyện AI để xác định các tảng băng trôi trong điều kiện môi trường đầy thách thức, hệ thống AI mới mang đến một giải pháp thay thế hiệu quả hơn trong việc giám sát các tảng băng trôi đối với an toàn hàng hải và nghiên cứu khoa học.